Người hồi giáo khắp châu Á cử hành lễ Eid, tin tổng hợp từ nhiều nguồn cho hay, là người hồi giáo ở khắp Á châu đã tụ hợp với thân nhân để ăn mừng lễ hội Eid al-Fitr đánh dấu ngày kết thúc tháng Ramadan. Tại Bangladesh, đám đông chen nhau tại các bến phà và xe lửa Dhaka để chờ về quê. Tại quốc gia Đông Nam Á nơi có dân số người hồi giáo đông nhất thế giới là Indonesia, hàng ngàn người đã tụ tập để cầu nguyện một cư dân người hồi giáo nói rằng lễ ed alfred là thời khắc mà mọi người tụ hội với nhau để cầu xin sự tha thứ không phải từ thượng đế Allah, mà từ cha mẹ vợ chồng và các con ed alfred năm nay đến afghanistan trong lúc chính phủ nước này đang đàm phán với Taliban, nỗ lực đầy hy vọng sẽ mang lại hòa bình sau nhiều thập niên xung đột người hồi giáo khắp thế giới ăn mừng ed alfred hàng năm một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất Năm nay, Ed Alfred được cử hành trong ngày thứ Sáu, 17 hoặc thứ Bảy, 18 tháng 7, khi vầng trăng mới xuất hiện trên bầu trời. Trong khi đó, tại Aleppo của Syria, hầu như không có ngày Ed Alfred. Nhiều người chia nhau các mẫu bánh trước một ngôi đền, và nhiều người khác thì có mặt tại nghĩa địa để thăm mộ của người thân. Một cậu bé cư dân Aleppo thì cầu xin mở cửa trường để cậu được đi học, học viết, để có thể biết đọc kinh Koran.